Người đàn ông trước mắt các bạn do mới bị cô người yêu cắm cho cái sừng dài 2 mét, cho nên bây giờ trong đầu của anh ấy đang có suy nghĩ rất tiêu cực. Ái chà, các bạn xem kìa, anh ấy vừa lôi một con rắn khổng lồ từ trong bụi rậm ra ngoài. Vâng, đó chính xác là một con rắn hổ mang chúa nha. Ôi, hình như ông thần này muốn chơi đùa với con rắn cực độc thì phải. Đúng là mấy thanh niên thất tình thường rất là nguy hiểm và manh động mà. Anh ấy đang đi xung quanh để thách thức chú rắn hổ mang này, còn con rắn như kiểu thích thì bá vô đây mà núp. Những người dân xung quanh thì không dám tiến lại quá gần, mà họ chỉ đứng từ xa để cầm điện thoại live sờ chiêm thôi các bạn ạ. Đấy, thấy chưa, con rắn vừa lao tới định táp anh ấy một phát, nhưng mà anh ấy còn tỉnh lắm nên không sao cả. Con rắn hổ mang vẫn liên tục nhìn vào anh ấy không rời mắt. Cha nội này thật sự không biết sợ là gì mọi người ạ. Theo mình đoán thì con rắn dài chắc tầm khoảng 3 mét nha. Bị bé na này cắn trúng thì chắc chỉ có nước lăn ra sùi bọt mép mà thôi quá. Chúng ta cùng đón chờ xem anh chàng này có sống sót sau trò chơi mạo hiểm này không nhé. Vãi đạn chứ, mình thấy tình hình này là không ổn cho lắm rồi đó nha. Ôi vãi, lần này anh ấy định ôm con rắn trên tay luôn mới ghê gớm chứ. Mọi người xung quanh nhìn cảnh này cứ tưởng rằng ông thần này bị điên không hà, nhưng họ đâu biết rằng anh ấy thật ra bị khùng chứ đâu có điên. Anh ấy nói rằng hôm nay phải bắt cho được con hổ mang chú này thì mới chịu về. Ái chà, anh còn dám sờ đầu của bé rắn nữa cơ à. Con rắn hổ mang kiểu không ngờ hôm nay gặp phải thằng liều. Vãi trưởng, quá đẳng cấp các bạn ạ. Vậy là anh chàng này đã tóm gọn được con rắn hổ mang chúa khổng lồ. Thế mà lúc đầu mình còn tưởng anh ấy sẽ khó sống không ấy chứ. À đây các bạn xem nè, cái đầu của nó to quá trời luôn. Vậy tiếp theo anh sẽ xử lý con rắn ông nội này ra sao đây? À thì ra anh ấy sẽ bỏ nó vào trong một cái bao, sau đó mới mang nó về nhà để thả nha. Mà là thả vào hủ để ngâm rượu thì đúng hơn. Khi suy nghĩ kỹ lại thì anh ấy sẽ không mang nó đi ngâm rượu nữa, mà tối nay ổng sẽ thả con rắn hổ mang này vào nhà của cô người yêu bội bạc kia, chủ yếu là để trả thù cho chuyện anh ấy bị cắm sừng ấy mà. Thôi tôi nghĩ là anh nên bỏ qua đi, không có em này thì có em khác mấy hồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến thăm nhà của một chị gái sống ở nước Anh. Nghe nói trong nhà của chị gái này đang có nuôi rất nhiều con rắn đẹp. À đây là những quả trứng của con rắn nha các bạn. Vãi thật, có một con rắn đang lú cái đầu ra kìa các bạn. Vậy là mấy quả trứng này cũng sắp nở ra rồi đúng không chị ơi? 2 tiếng sau chị ấy lại mở chiếc hộp này ra kiểm tra một lần nữa. Wow, đã có một chú rắn đầu tiên chào đời rồi nha các bạn. Ôi trời, bé rắn nhiều màu sắc này ngay lập tức đã bò ra ngoài. Mình nghĩ các bạn sẽ không biết đó là loài rắn gì đâu nên mình sẽ nói luôn. Tên của con rắn mà cô ấy đang cầm trên tay là rắn vua nhé. Nhìn lớp da bên ngoài của chúng trông sặc sỡ vậy thôi chứ không nguy hiểm đâu. Khi nhìn kỹ hơn thì cô ấy nhận ra có một vài quả trứng khác đã bị nứt. Quải đạn, lại có thêm một bé rắn khác lao ra khỏi vỏ nữa kìa. Mấy chú rắn này mới nở mà sao nhanh lẹ quá vậy ta. Chị ấy không bắt lại kịp là nó chạy mất tiêu luôn rồi. Ơ kìa, bà còn đưa lên mũi người nữa mới vãi đạn chứ. Nói chung là mùi của chúng lúc này hơi tanh một chút thôi các bạn ạ. Thế là đã có tổng cộng 2 chú rắn bé nhỏ chào đời. Bây giờ bà chị này sẽ dùng dao cắt một lỗ trên từng quả trứng luôn, để cho mấy con rắn trong trứng dễ dàng chui ra ngoài hơn ấy mà. Kia kia, chúng ta có thể thấy rõ màu sắc của con rắn lúc còn trong trứng luôn. Chị gái này cười rất tươi khi thấy mấy chú rắn nhỏ cute chào đời. Chị ấy nuôi và nhân giống loài rắn là vì bà yêu rắn nha mọi người. Đối với chị ấy thì chỉ có rắn mới là động vật dễ thương nhất quả đất mà thôi. Một ngày đã trôi qua và đây là kết quả mà chị ấy có được. Ôi vãi thật, có rất là nhiều con rắn vua nhỏ đang bò trong chiếc hộp. Mình nhìn tụi nó bò mà hoa hết cả mắt mọi người ạ. Nói thiệt chứ, nếu thấy mấy con rắn này ngoài đời thì mình không dám đến gần đâu, huống chi là cầm trên tay như chị bà chị này. Ơ vãi, tụi nó bò ra ngoài tùm lum hết rồi kìa chị ơi. Tất cả chúng đều có sọc tròn trên cơ thể nhìn trông rất nguy hiểm. Tuy nhiên loài rắn vua này hoàn toàn không có nọc độc nhé mọi người. Nếu quan sát cho thật kỹ càng thì màu sắc của chúng không giống nhau 100%. Có con màu đậm, có con thì màu nhạt hơn, còn có bé khác thì lại pha thêm chút màu vàng đất nữa. Bây giờ chị ấy sẽ thả chúng vào từng chỗ ở riêng. Mỗi ngăn như này sẽ chứa tầm 2 đến 3 con rắn nha, chứ để chung một chỗ lỡ tụi nó cắn lộn nữa mệt lắm. À đây các bạn hãy nhìn vào màu sắc trên da của 2 con rắn vua này đi, có phải là rất nổi bật đúng không? Con rắn lớn hơn sẽ có màu sắc đậm hơn. Màu sắc của chúng sặc sỡ như vậy là có lý do cả chứ không đơn giản đâu. Bởi vì loài rắn vua không được trang bị nọc độc để phòng thân trước kẻ địch, nên chúng mới được mẹ thiên nhiên ban cho lớp da nhiều màu sắc đến thế, để cho những kẻ săn mồi khi nhìn vào lớp da này thì chúng sẽ nghĩ rằng con này đẹp quá, chắc chắn là có độc nên bỏ qua không ăn thịt. Đến con người chúng ta khi nhìn vào còn tưởng là tụi nó là rắn độc nữa cơ mà. Nói tóm lại chị gái này rất là dễ thương. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau nhé.